Em. Bác kéo đừng có để nó vào tường hộ nhá. Được chưa? Đúng rồi. Có cái gì để trong này để thoải mái chứ này. Có ong có muỗi nó đốt. Bố giữ cái này để mẹ lấy rượu nhá. Một ngày. Ăn rượu ăn ong một phải mất 20 ngày. Thằng cha nó. Cái này là phải 5 ngày nữa lên được lạng nữa. Nó hóa sừng thì cái da nó xít lại. Bác hiểu không? Nó sẽ ấy lại đấy. Đấy, còn cái đấy là cái xương xốp thì nó mới nhiều chất. Cái đấy thì mình không cọ tay rồi bởi vì nó cũng là xương xốp rồi. Nhưng ăn như thế nó mới nhiều chất chứ bây giờ mà ăn là cũng nặng phết đấy nhỉ. Rất thì là chết đấy. Ừ. Mẹ cầm cái này nó mùi bố ở tay. Đúng là con này non như con vừa rồi mà da đang ôm huyết luôn.
nhìn thì thế mà các chú ăn mập mà no như là của cái đôi vừa rồi ở đây luôn. Nó dài nhưng nó không ngủ bằng cái con kia. Con kia chắc là nó tốt hơn đúng không? Con này là bị đứng mất 5 ngày. Con nhưng mà nếu mà lấy giống là lấy giống con kia hơn. Con kia nhung vẫn đẹp hơn. Không, nhưng đẹp hơn nhưng mà cái loại này dài nhưng mà nó nứa. Nó nứa tức là cái loại kia là nói nhung đá mập nhưng có thể lại cứng. Đó không? Đấy, nó hai dạng. Thì nó không ngủ bằng cái con này kia. Đấy, con kia ngủ hơn. Nhưng mà cắt xuống thế này thì khác gì nhưng thấy mà nhìn cũng như là mũ rồi còn gì nữa. Nhưng mà đúng là nó phải được sáu loại. Con này mà đấy, con đánh người con đánh thịt thật. Con đánh người nó hết phường vẫn thì thịt. Kinh khủng lắm con đấy. Con nào cũng vần khủng. Dạ, đây vâng, cho chảy mật ong hết. Không mật ong với rượu thì không cho đường. Rượu vodka đấy. Có thể sạch đẹp không? Nhưng này ngon chứ. Tất nhiên anh bảo để thế để thui làm gì. Vodka Nga lại càng tốt, càng quý. Ui, hồng thần là khét. No. Đây thì có một con. Đâu nhìn ngon chứ. Không, đi cái nó là đấy đủ ngay. Con đây là con đấy, đây là mật ong, huyết mật ong này. Nó mới lên được mười mấy ngày. Đây là rượu huyết nhung này mọi người nhé. Huyết nhung này, huyết mật ong này. Thì khoảng 47 ngày, 45-47 ngày.